TV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới. Anh biết radio sao? Đúng. Nhưng giờ tôi nghĩ cô biết radio nhiều hơn tôi. Đúng, vì tôi yêu ảnh mà. Cô yêu ảnh hả? Phải rồi. Tôi không biết nói sao nữa. Nhiều cô yêu ảnh mà giống cô á. Cho nên tôi đề nghị cô nên tắm nhiều hơn để anh ta chú ý tới cô. Vậy đi, hẹn gặp lại nha. Lady Di, tôi có tin tốt cho cô nè, Lady Di. Tôi có tin này muốn kể cho cô nghe. Trời, gì vậy? Tôi tìm thấy hoàng tử của tôi rồi, Redo đó. Redo? Ý cô là anh Redo? Trời ơi, Isabel Redo là Baba Rusi đó. Thì đúng như vậy mà. Cả cái cung điện to lớn này đều thuộc về ảnh. Cái phòng mà tôi đang dọn dẹp cũng là của ảnh luôn. Tôi thật sự rất là hạnh phúc đó, cô biết không? Tôi không chắc ai đã trả lời. Hình như anh ta là người Đức hay đại loại vậy. Isabel, ông Redo là chủ toàn bộ ngôi nhà này nè, cô không biết hả? Cô biết không, tôi không biết giải thích sao nữa. Nhưng mà tôi cảm thấy rất là vui. Vì sao hả? Vì cuối cùng tôi cũng tìm thấy người tôi yêu thật sự rồi. Gì chứ, cô nói gì vậy? Tôi không biết phải kể sao với cô. Nhưng mà tôi đã đi từ rất xa đến tới đây. Tôi không nghe lời rất nhiều người. Nào là mẹ ba nó, luật lệ của Dương Quốc, và cả anh trai Bukandin nữa. Tất cả mọi người, tôi đều cãi lời trừ anh ấy. Và bây giờ tôi rất là hạnh phúc. Trời, Isabel, trời. Hoàng tử Redo, Isabel. Được, tôi sẽ gọi cho anh Sandy tôi tới đó. Tôi nghĩ là anh ta sẽ trả lời điện thoại của tôi. Redo.